Các bạn đã quay trở lại với bóng đá 24 giờ TV, để cùng nhau cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày. Và trước khi bắt đầu bản tin chính ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Nhận đến bóng đá thang quảng nên với Hoàng Anh Gia Lai 17 giờ ngày 7 tháng 5, tìm lại cảm giác thắng. Trận hòa 2-2 trước Becamex Bình Dương chặn đứng mạch thắng liên tục của Hoàng Anh Gia Lai trước một thang Quảng Ninh không có phong độ cao, thầy trò kia giác tự tin, tìm lại cảm giác thắng lợi. Với vị trí thứ 3 và 19 điểm đến hiện tại, Ta Quảng Ninh có nhiều cơ hội để lọt vào top 6, đồng nghĩa trụ hạng sớm Village ngay sau giai đoạn 1. Đội bóng đất mỏ chỉ cần không thua Hoàng Anh Gia Lai là chắc chắn hoàn thành mục tiêu ấy, bất chấp các kết quả ở những cặp đấu khác diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Thọ khó lòng có thể làm được điều đó trước Hoàng Anh Gia Lai đội bóng phố núi đang muốn chứng minh rằng trận hòa 2-2 trước Pekamex Bình Dương ở vòng đấu trước chỉ là cú sảy chân trong thời điểm nhất định. Trước một thang khoảng nên 4 trận liền không thắng, Hoàng Anh Gia Lai đương nhiên đặt mục tiêu giành lấy 3 điểm, qua đó tiếp tục duy trì khoảng cách tối thiểu 3 điểm so với đội xếp sau là Việt Treo sau khi giai đoạn 1 kết thúc. Khó khăn một chút với Hoàng Anh Gia Lai là họ không thể có sự phục vụ của công phượng do án treo dò nhưng trong tay huấn luyện viên Kia Tây vẫn còn đầy đủ hảo thủ để có thể đánh bại được Thang Quảng Ninh ngay trên sân Cẩm Phạ. Hoàng Anh Gia Lai thận trọng đua vô địch. Huấn luyện viên Kia Tây hài lòng với phong độ và chuỗi trận thắng dài của học trò, nhưng vẫn nhắc nhở họ phải tập trung tối đa cho từng trận đấu. Vận may đã không đồng hành mãi với Hoàng Anh Gia Lai trong trận hòa cách BKMX Bình Dương 2-2 với hai lần dẫn bàn trước và ba lần bóng tìm đến sàn ngang cục dọc. Cái nấc cục của đội bóng phố núi giúp cho việc Treo rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm. Đội bóng của Bầu Đức đã lên ngôi nửa mùa Village. Khi hơn đội bóng như bản Việt Treo một trận thắng với hiệu số bằng thắng bại vượt trội, 14 so với 7. Nhưng cuộc chơi của thầy trò huấn luyện viên Kia Sắc không dễ dàng ở giai đoạn 2 cân tài cùng 5 đội mạnh nhất. Đơn giản vì các đội nhóm trên có sức mạnh đồng đều hơn, cộng với điểm số không quá chênh lệch, buộc Hoàng Anh Gia Lai phải nỗ lực chứng minh bản lĩnh của mình. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin bóng đá ngày hôm nay của Bóng đá 24 giờ TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.